Mùa hè mang theo những đợt nắng nóng gay gắt, gây cảm giác khó chịu, chán ăn và mệt mỏi. Vì vậy, ăn gì để hạ nhiệt mà vẫn bổ dưỡng luôn là bài toán được đặt ra đối với các chị em nội trợ. Việc thay đổi món ăn và cách chế biến thường xuyên cũng như hạn chế đồ rán, xào trong ngày sẽ khiến cơ thể chúng ta khỏe khoắn và ăn ngon miệng hơn. Thích nghi với thời tiết chính là chìa khóa vàng của một người nội trợ giỏi. Với món ghẹ om rau muống, không những là món canh ngon mang lại vị ngọt thanh tự nhiên mà còn cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe. Cách chế biến đơn giản, kết hợp giữa ghẹ và rau muống, cặp bài chung này sẽ tạo nên một món ăn đầy đủ hương vị thơm ngon, hấp dẫn trong bữa cơm gia đình, nhất là vào những ngày hè nóng bức. Ghẹ biển là một trong những hải sản có giá trị dinh dưỡng cao. Thành phần trong ghẹ biển rất phong phú, hàm lượng protein cao hơn nhiều so với thịt lợn và cá. Ngoài ra, canxi, phốt pho, sắt, các vitamin A, B1, B2, C trong ghẹ cũng rất dồi dào. Trong ghẹ chứa một lượng lớn calcium, magnesium và axit béo omega 3 rất tốt cho tim mạch. Trong thịt ghẹ có chứa nhiều chất vitamin, đặc biệt là có đầy đủ các nhóm vitamin B, các khoáng chất như chất sắt, kali, canxi, đồng. Hơn thế, trong các loại hải sản, ghẹ lại chứa lượng thủy ngân ít hơn các loại cá ngừ, cá biển. Để chọn được ghẹ ngon thì mình chắc chắn là mình sẽ phải chọn ghẹ tươi sống. Và điều quan trọng nhất, con ghẹ muốn chắc thì mọi người nên chọn những con ghẹ bầu có trứng. Và để óm được món ghẹ óm rau muống ngon thì sẽ cần những con ghẹ khi mà mình nắn vào cái chân cuối càng của nó, mình cảm giác chắc thì con ghẹ đó sẽ đầy thịt hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, đến với chương trình ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn về món ghẹ óm rau muống. Ngoài ghẹ và rau muống thì chúng ta sẽ có thêm các gia vị phụ, cơ nó mì chính và ớt gừng ạ. Quan trọng nhất là tỏi để mình phi thơm để đảo ghẹ. Tôi đã giới thiệu xong qua nguyên liệu chính và các gia vị phụ. Bây giờ ta bắt đầu quá trình sơ chế. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sơ chế ghẹ. Đầu tiên thì chúng ta phải diệt ghẹ cái đã. Để đảm bảo an toàn cho mình thì nếu như chúng ta không diệt thì có thể là càng ghẹ nó sẽ kẹp vào tay. Sau khi đã diệt ghẹ thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ phần trứng của ghẹ đi ạ. Bóc mái ạ. Chúng ta sẽ bỏ đi phần phổi của ghẹ. Con ghẹ to quá thì chúng ta sẽ cắt đôi nó ra. Sau khi mình làm xong thì các bạn nhớ là lưu ý là đập cho càng ghẹ nó vỡ ra nhé. Để khi mình óm thì sẽ có độ ngọt hơn. Tôi đã hướng dẫn xong sơ chế ghẹ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy trình chế biến món ghẹ óm rau muống ạ. Trước tiên thì chúng ta sẽ dùng một ít dầu để phi thơm tỏi lên ạ.
Khi tỏi đã được phi thơm thì chúng ta sẽ cho ghẹ vào sao chín ghẹ. Trong quá trình xào ghẹ thì chúng ta sẽ cho gia vị vào cho nó ngấm vào thịt ghẹ mới chín cho nó. Khi các bạn thấy ghẹ đã chín đều thì chúng ta sẽ cho nước vào. Các bạn sau khi cho nước vào thì đầy vung nhé, ôm ghẹ khoảng tầm 15 phút ra nước ngọt. Trong khi chờ ghẹ để nước sôi và chờ ghẹ ôm được ra nước thì chúng ta sẽ tiến hành làm rau muống. Rau muống sau khi chúng ta đã làm sạch thì chúng ta sẽ lấy rau muống, và các bạn lưu ý là chúng ta có thể cắt rau muống ra từng đoạn ngắn, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên lấy tay và vặn rau ra. Sau khi chúng ta ôm ghẹ khoảng 15 phút thì bây giờ thì chúng ta sẽ khi này thì ghẹ sẽ ra nước rất chi là ngọt rồi các bạn ạ. Sau khi chúng ta đã ghẹ đã chín, nước đã ngọt thì chúng ta sẽ cho thêm vào một ít gừng. Và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ cho rau muống vào. Ta sẽ để nước sôi để khi nào mà rau muống chín mềm ạ. Sau khi đã bỏ rau muống vào và ôm rau muống đạt đến độ chín mềm thì bây giờ chúng ta đã được một món ghẹ ôm rau muống. Chúng ta đã được một món ghẹ ôm rau muống ngon ngọt thanh mát cho những mùa hè ngày hè nóng bức. Và bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng cho món ghẹ ôm rau muống này ra và thưởng thức nhé.
Sau khi chúng ta đã vượt ghe và rong buồng ra thì chúng ta sẽ cho cái nước này vào. Trong mùa hè nóng bức thì cái nước ghe ống rong buồng này sẽ là một thứ rất bổ và rất mát, nên là chúng ta nên không nên lãng phí ạ. Thưa quý vị và các bạn, thì sau hơn khoảng 30 phút để vừa chuẩn bị vừa làm món ghe ốp rong muống thì tôi đã hướng dẫn các bạn xong món ghe ốp rong muống dành dùng cho mùa hè nóng bức. Và vị của nó thì thánh ngọt mát, hơi nông của ớt và gừng. Thì chúc các bạn sẽ hoàn thành được món ghe ốp rong muống này để mỗi ăn có những bữa cơm cùng với gia đình thật ngon miệng. Cách nấu món ghe ốp rong muống thì mình sẽ phải từ từ con ghe từ khi mình bắt về đến khi mình sơ chế thì bóc hẳn mái ra và cắt đôi con ghe, bỏ phần phổi của con ghe đi. Và chúng ta sẽ dùng tỏi phi thơm và xào ghe lên. Sau đó cho nước vào ốp để ghe ra một độ ngọt nhất định. Và sau đó dùng rau muống, nhớ là không được cắt nhé, mình phải vặn rau muống ra và bỏ vào. Là món ăn quen thuộc, thường có mặt trong thực đơn đãi khách, bữa ăn tươi, tiệc sum vầy. Nếu chế biến ghẹ đúng cách sẽ làm tăng giá trị dinh dưỡng, vừa là bài thuốc quý phòng trị nhiều bệnh hiệu quả. Thịt ghẹ chứa 19,9 gram protein, 0,5 gram lipid, 2,2 gram glucid và nhiều dưỡng chất rất quý cho cơ thể. Theo đông y, thịt ghẹ có vị ngọt, mặn, tính bình, không độc, tác dụng thanh nhiệt, ích khí dưỡng huyết, tán ứ, thông mạch, bổ xương tủy. Ghẹ rất tốt với người xương cốt yếu, trẻ nhỏ còi chậm phát triển, người mắc chứng huyết ứ, tê mỏi tay chân, gầy gò da xanh, mệt mỏi do thiếu đạm, dùng đều hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý, ghẹ là thực phẩm bổ dưỡng, giàu đạm, người đang cần giảm cân, phụ nữ có thai khi thai đã lớn nên hạn chế, người dễ bị dị ứng hải sản không nên ăn. Nên dùng ghẹ tươi sống, còn chắc có màu xanh, tuyệt đối không dùng ghẹ đã chết.